Toán lớp 5, kiểm tra tháng 8. Câu 1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp nhỏ xếp trước. Ở đây chúng ta thấy 13/7 tử lớn mẫu lớn 1. Có hai cái phân số này lớn hơn 1. Còn tử bé hơn mẫu thì nó sẽ bé hơn 1. Vậy thì số này bé nhất, tăng dần thì xếp nhỏ xếp trước. Rồi, hai cái này không cùng tử mà cũng không cùng mẫu. Vậy chúng ta sẽ quy đồng lên. 6 với 7 lấy mẫu chung là 32. Cùng mẫu thì tử nào lớn thì phân số đó lớn. 11 x 7 là 77. 6 x 13 số 38. Với 8 x 1 6 x 1 6 x 1 là 7. 78 với 77. Vậy thì phân số này bé, 11/6 là lớn. 11 x 7 là 77. Còn kia là 78. Số 38 với 8 với 1, 7, 78. Vậy thì 77 nó sẽ nhỏ hơn 78. Vì 1/6 Câu 2, tính cùng mẫu thì giữ nguyên mẫu cộng tử. 8 cộng 5, 13. Mẫu là 15. Cùng mẫu thì giữ nguyên mẫu, hai cái tử trừ cho nhau. Kết quả là bằng 2/19. Câu 3, tính muốn nhân hai phân số thì ta tới lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 6 x 4 là 24. 8 x 8 là 64. Rồi trừ. Trừ hai phân số khác mẫu, vậy chúng ta phải đưa về cùng mẫu. 15 chia hết cho 5, như vậy lấy mẫu lớn nhất là mẫu 15. Còn tử mẫu 5 thì phải nhân cho 3 lên. 5 nhân 3 là 15. Mẫu nhân 3 thì tử nhân 3 là 6. 5 lấy 6, 6 trừ 5 là bằng 1. Rồi chia. Chia thì là nhân đảo ngược. Đảo lại 8 với 8 rút gọn, còn lại là 5/6. Đảo ngược là 8/6. 8/6, 88 rút gọn hết, còn lại 5/6. Câu 6, có hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu chỉ có người thứ nhất làm công việc đó thì hết 4 giờ. Nếu chỉ có người thứ hai làm thì hết 12 giờ. Hỏi cả hai người cùng làm thì hết bao nhiêu giờ? Như vậy ở đây chúng ta sẽ xét trong 1 giờ. Vậy thì trong 1 giờ, người thứ nhất làm được sẽ là 1/4 công việc. Tại vì nếu người thứ nhất làm thì 4 giờ thì họ sẽ xong. Còn nếu mà người thứ hai làm thì 12 giờ họ sẽ xong. Như vậy người thứ nhất làm
Xét trong 1 giờ thì là người thứ nhất làm được 1 phần 4 giờ. Mình sẽ lấy 1 phần 4, mình cộng cho 1 phần 12. 1 phần 4 cộng 1 phần 12 lấy mẫu chung là 12. Vậy thì 4 x 3 là 12. Mẫu x 3 thì tử không phải x 3. 1 x 3 là 3, 3 cộng 1 là bằng 4. 4 phần 12 thì rút gọn cho 4 thì ra 1 phần 3. Vậy thì cả hai người cùng làm một công việc thì mình sẽ lấy 1, 1 đem chia cho 1 phần 3 thì nó sẽ ra là 3. Nghịch đảo ra thì hai người cùng làm thì 3 giờ sẽ xong việc. Rồi, câu 7 là tìm D. Muốn tính số hạng chưa biết thì ta lấy tổng trừ cho số hạng kia. Lấy 9 phần 4. 9 phần 4 trừ cho 9 phần 10. Mình lấy 9 phần 4 trừ cho 9 phần 10. 9 phần 4 trừ 9 phần 10. 9 phần 4 trừ 9 phần 10. Ở đây chúng ta thấy nó cùng tử. Mẫu nào bé thì phân số đó lớn. Mẫu 4 với mẫu 10 lấy mẫu chung là 40. Hai phân số này khác mẫu, cho nên là lấy tử này nhân mẫu kia. Cái gì? 9 x 10 là 90. 90 trừ cho 9 x 4 là 36. Bằng mẫu giữ nguyên. 0 trừ 6 là còn 4 trả 1. 9 trừ 4 là còn 5. 54. 54. Chia cho 2 coi. Chia cho 2. 20 mà chia cho 2. 40 chia cho 2 là ra 20. Chia cho 2. 5 chia 2 là được 2. 22 là 4 dư 1. 14 chia 2 là 7. Như vậy là 27 phần 20. Rồi, phép chia. A đem chia cho 3 phần 8 bằng 1 phần 9. Chia, muốn tính số bị chia thì ta lấy thương. Ta lấy thương nhân với số chia là lấy 1 phần 9 đem nhân cho 3 phần 8. Nhân thì lấy tử, mẫu nhân mẫu. 3 x 1 là 3. 88, 64, 89, 72. 79. Hai bể nước chứa 4.220 lít nước. Bây giờ người ta mở vòi lấy nước thì mỗi phút ở bể thứ nhất 44 lít. Bể thứ hai 63 lít. Hỏi sau nửa giờ thì đóng vòi lại. Sau nửa giờ thì đóng vòi. Khi đó số nước ở hai bể bằng nhau. Hỏi lúc đầu bể thứ nhất chứa bao nhiêu lít nước. Như vậy là khi mà chúng ta mở vòi á thì vòi thứ nhất nó chảy là 44 lít một phút. Vòi thứ hai chảy được 63. Như vậy vòi thứ hai nó sẽ nhiều hơn vòi thứ nhất là bao nhiêu lít. Mình sẽ lấy 63 trừ cho 44. Lấy 63 trừ 44. Như vậy là 19 lít. 19 lít.
Như vậy là vòi thứ hai cứ 1 phút nó sẽ chảy hơn, nó sẽ chảy nhiều hơn vòi thứ nhất là 19 lít. Đó là họ đang xét trong 1 phút. Nửa giờ thì đóng vòi lại. Nửa giờ tức là 30 phút. 30 phút thì nhân cho 30 lên là 570. Như vậy là cứ một họ đề bài sẽ cho hiệu, hiệu là 570. Hiệu là 570. Như vậy đây là vòi thứ nhất. Vòi thứ nhất mình nhiều hơn. Vòi thứ nhất ít hơn. Vòi thứ hai chảy nhiều hơn. Và là vậy là đề bài cho hiệu. Như vậy hiệu là 570. 570. Và đề bài cho tổng. Tổng là bao nhiêu? Tổng là 4220. Tổng là 422. Tổng là 4220. Như vậy là đề bài cho tổng và hiệu. Mình sẽ giải bài toán theo hướng tổng và hiệu. Mà đề bài hỏi là hỏi lúc đầu bể thứ nhất chứa bao nhiêu lít nước. Bể thứ nhất chứa bao nhiêu lít nước là đi tính số bé. Số bé thì mình sẽ lấy tổng trừ hiệu chia 2. 4220. Mình sẽ lấy 4220 trừ cho 570. Rồi chim chia cho 2. Ra là 1825. Vậy là 1825. 1825. Câu 10. Chu vi của hình chữ nhật là, thì chu vi thì lấy dài cộng rộng nhân 2. 69 cộng 36. 69 cộng 36 bằng nhân 2 lên 210. 210. Rồi. Một hình chữ nhật có chu vi là 50. Như vậy đề bài cho mình chu vi thì mình tính được nửa chu vi là 25. Mà nửa chu vi tức là tổng đó, đề bài cho tổng là 25. Nếu tăng chiều rộng thêm 11 mét, tăng chiều rộng lên 11 mét và giảm chiều dài đi 11 mét thì diện tích không đổi, tính diện tích hình chữ nhật. Như vậy chiều rộng tăng lên, chiều dài giảm đi 11. Như vậy đề bài cho biết dài hơn rộng là 11. Dài hơn rộng là 11 là đề bài cho hiệu. Như vậy tổng là 25, hiệu là 11. Tổng 25, hiệu 11. Đi tính chiều dài là lấy tổng cộng hiệu nhân 2, 25 cộng 11 bằng chia 2 nhé. Chia 2 là bằng 18. Chiều dài là 18. Rồi, lấy tổng là 25. Chiều dài là 18 rồi đúng không? Lấy 18 trừ đi 11 là ra được chiều rộng. Chiều rộng là 7. Lấy 7, lấy dài nhân rộng, lấy 7 nhân 18. 7 nhân cho 18 bằng 126. Chính là diện tích. Đề bài cho tổng hiệu. Có tổng hiệu thì mình sẽ tính được mỗi cạnh, rồi lấy chúng nhân lại với nhau là ra được diện tích. Bài 12. Để bơm đầy một cái bể thì cần 4 vòi chảy liên tục trong 5 giờ. 4 vòi thì chảy liên tục trong 5 giờ. Vì muốn bể chạy nhanh hơn
nên người ta dùng tới 5 vòi như thế. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy? À, như vậy số vòi mà tăng lên thì thời gian nó sẽ giảm đi. Bây giờ họ hỏi một vòi thôi, 4 vòi thì chảy hết 5 giờ. Vậy giờ dù còn chảy có một vòi à, thì mình sẽ, thì năng suất nó sẽ làm 5 lần lên. Nó làm gấp 4 lần so với 4 cái vòi nó làm. Vậy mình sẽ làm phép tính nhân, lấy 4 nhân 5 bằng 20. Nếu 4 vòi thì chảy là tới 5 giờ, bây giờ một vòi chảy thôi thì nó sẽ chảy tới 20 giờ. Vậy thì 5 vòi như thế, ba mấy giờ thì sẽ đầy bể. Số vòi mà tăng thì số thời gian nó phải giảm đi. Lấy 20 chia 5 bằng 4. 4 vòi thì 5 giờ mới xong, vậy giờ 5 vòi thì 4 giờ xong. Hợp lý à? Hợp lý. Như vậy 4 giờ, đáp án là 4 giờ. Nộp bài. Nộp bài nhé. Rồi, 10 điểm ha. 10 điểm nộp bài. Rồi, mình xem lại. Rồi, kiểm tra tháng 8, lớp 5. Tương tự bài tiếp theo. Như vậy 18 với 5 thì chia cho mấy được? Chia cho 3. 18 chia 3 là được 6. 15 chia 3 thì được 5. Rồi 40 chia cho 8 được 5. 48 chia 8 được 6. Câu 2 sắp xếp cũng tương tự ha. Nhỏ hơn mẫu, theo thứ tự tăng dần thì số bé mình viết trước. Vậy thì 1/2 là tử bé hơn mẫu thì viết trước. Bây giờ giữa 13/8 với 5/4 lấy mẫu chung là 8. 4 x 2 là 8, 5 x 2 là 10. 10 à, 10 nó phải nhỏ 13. Vậy 5/4 chuyển lên 13/8 viết sau cùng. Tính phép cùng mẫu thì giữ nguyên mẫu cộng tử. 1 cộng 2 ra 3, mẫu là 5. Mẫu giữ nguyên là 5. 10 thì trừ 9 trừ 6 là 3. Mẫu bằng 10. Nhân thì lấy tử nhân tử, 6 nhân 5 30. 6 8 48. Chia thì là nhân đảo ngược, tử này nhân mẫu kia, đảo ngược 1/7, đảo lại là 7/1. 7 nhân 5 là 35. 6 x 1 là 6. Rồi trừ. Muốn tính số trừ thì ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. À, muốn tính số trừ, muốn tính số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Số, muốn tính số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Lấy 7/6 trừ 6/7. Lấy 7/6 trừ 6/7. Như vậy lấy mẫu chung là 42. 7 x 7 là 49, trừ cho 36. Như vậy nó ra là 13. 13/42. 13/42. Rồi tính R. R là số bị chia. Đó, muốn tính số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Lấy thương nhân với số chia, 4 x 3 là 12. 6 x 8. 6 6 8 48.
Rồi, một hình chữ nhật có chiều dài là 5 phần 5 mét. Có chiều dài là 5 phần 5 mét. Và chiều rộng là 1 phần 4 mét. Bây giờ chia hình chữ nhật đó thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần. Thì mình phải đi tính diện tích của toàn phần. Diện tích thì lấy dài nhân rộng. 1 x 5 là 1 x 5 là 5. Sao không có số 5 nhỉ? Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 phần 5. Sao 5 phần 5? Chiều rộng là 1 phần 4. 5 phần 20 không thấy. 5 phần 20 thì rút gọn là bằng 1 phần 4. 5 phần 20 thì rút gọn là 1 phần 4. Lấy 20 chia 5 là 4, 1 phần 4. Rồi, diện tích của mỗi phần thì lấy 1 phần 4. Lấy 1 phần 4 đem chia cho 5. Chia thì nhân đảo ngược thì nó ra 1 phần 20. Nó sẽ ra 1 phần 20. Chia sẽ là nhân đảo ngược, là nhân cho 1 phần 5 đó. 1 phần 20. Đáp số là 1 phần 20. Bài 9. Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 234 m, chiều rộng bằng 5/8 chiều dài. Có chu vi là 234. Như vậy đề bài sẽ cho mình biết nửa chu vi, tức là tổng nửa chu vi là phải chia 2. 2 chia 2 được 1. 1. Kết quả là 117. Rồi, chiều dài khu vườn. Để vậy đề bài cho theo hướng tổng tỷ. Tổng là 2, tổng là 117 và tỷ chiều rộng bằng 5/8 chiều dài. Vậy thì đi tính tổng số phần bằng nhau. Lấy 5 cộng 8. Tổng tỷ thì lấy tổng đem chia cho tổng số phần là lấy 117 chia cho 13, sau đó nhân cho số phần. Chiều dài chiếm 8 phần thì nhân cho 8. Lấy 117 chia 13 nhân 8. Chia 13 nhân cho 8 là bằng 72. Còn chiều rộng. Chiều rộng thì lấy tổng trừ cho chiều dài. Trả ra chiều rộng 7 trừ 2 là còn 5. 11 trừ 7 là 4, 45. Diện tích thì lấy dài nhân rộng, lấy 72 nhân 45. 72 nhân 45 là bằng 3.240. Vậy thì diện tích đất dùng để làm lối đi là như vậy diện tích là ra 3.240. Bây giờ người ta dùng 1/18 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông? Lấy 1/18 như vậy phải chia là 18 phần bằng nhau, lấy 1 phần. Vậy mình sẽ lấy diện tích trên.
đem chia cho 18 thì ra 180 hả? 3240 chia 18 bằng 180. Vậy thì đáp số chiều dài 72, chiều rộng 45, 180. Được chưa? Đi tính nửa chu vi thì lấy chu vi chia 2 ra 117. Đây là dạng bài theo hướng tổng tỉ. Họ cho tổng thì tính tổng số phần thì lấy 5 cộng 7, lấy 5 cộng 8. Rồi lấy tổng chia cho tổng số phần rồi nhân cho số phần. Chiều dài mấy phần thì nhân mấy, chiều dài 8 phần thì nhân 8. Chiều rộng thì lấy tổng chia cho chiều dài ra chiều rộng. Diện tích thì cứ lấy dài nhân rộng. Còn lối đi họ lấy 10, họ chia làm họ lấy 1/18 thì đem chia cho 18 là xong. Rồi bể nước. Bây giờ có hai bể nước chứa 5.138 lít nước. Người ta mở vòi nước là cứ mỗi phút, bể thứ nhất mỗi phút là chảy hết 37 lít. Bể thứ hai là 53 lít. Sau 1/4 giờ thì vòi đóng lại. Khi đó số nước ở hai bể bằng nhau. Lúc đầu hỏi lúc đầu bể thứ nhất chứa bao nhiêu lít nước. Như vậy đề bài cho tổng là 5.138 lít rồi. Sau đó đề bài sẽ cho hiệu đây. Bây giờ cùng một thời gian chảy, nhưng vòi thứ nhất nó chảy 37 lít trong một phút, vòi thứ hai nó chảy 53. Như vậy lấy 53 trừ 37. Lấy 53 trừ cho 37 là cứ 1 phút là vòi thứ hai nó chảy nhiều hơn là 16 lít. Mà ở đây họ nói là 1/4 giờ. 1/4 tức là bằng 25 phút. À, không, 1/4 tức là 15 phút. Lấy 16 đem nhân cho 15 phút. Cứ 1 phút là nó hơn 16 lít. 1/4 tức là 15 phút. Còn 3/4 á, tức là 45 phút đó. Còn 1/4 tức là 2 bằng 1/4 tức là 15 phút. Lấy 16 nhân cho 15 là bằng 240. 240 là đề bài cho hiệu. Hiệu là 240. Đây là giảng bài toán theo hướng tổng hiệu. Đề bài đi hỏi lúc đầu bể thứ nhất. Bể thứ nhất là số ít. Vậy thì lấy tổng trừ hiệu. Lấy 5138. 5138 trừ 210. Mới nãy là 16 nhân cho 15 à. Lấy 16 nhân cho 15 đi. 16, 15, 15 phút. Ra 4898. 4898. Khi tính chu vi thì dài cộng rộng nhân 2. Lấy 126 cộng 54. 126 cộng 54 bằng nhân đôi lên 360. Một trăm hai mươi sáu cộng 54 ra 180 nhân cho 2 ra 360. 360. Câu 12. Một hình chữ nhật có chu vi là 30. Nếu tăng chiều rộng thêm 11 mét và giảm chiều dài đi 11 mét thì diện tích không đổi. Tính diện tích hình chữ nhật.
Vậy đề bài cho tổng là 15. Lấy 30 chia 2 là ra nửa chu vi, tổng là 15. Hiệu là 11. Hiệu là 11. Thì tính diện tích 15 15 là tổng cộng hiệu 11 bằng 26 chia cho 2 là ra chiều dài. Chiều dài là 13. Chiều dài là 13, tổng là 15. 15 mà trừ chiều dài là ra chiều rộng. 15 trừ 13 là ra 2. Lấy dài nhân rộng ra 26. Đề bài hỏi diện tích là ra 26. Nộp bài. 9 điểm ha. 26 nè. Xem hướng dẫn. Nếu tăng chiều rộng thêm 11 m và giảm chiều dài 11 m thì diện tích không đổi. Vậy thì dài hơn rộng là 11 m. Đi tính nửa chu vi 15. Vậy ta có sơ đồ. Chiều rộng nhỏ xíu à. Chiều dài 11. Nó hơn 11 á. Còn chiều dài mình giải ra tới 13, tổng 15. Vậy chiều dài lấy dài lấy tổng cộng hiệu chia 2. Chiều rộng ra 2. Diện tích dài nhân rộng ra 26. Đúng. 360 đúng. Sai bài bể nước ha. Xem đáp án. Mỗi phút vòi ở bể thứ hai nó chảy nhiều hơn vòi ở bể thứ nhất, là lấy 53 trừ 37 là bằng 16 lít. 1 phần 4 ta đổi 1 phần 4 giờ bằng 15 phút. Vậy thì bể thứ hai nó lớn hơn bể thứ nhất, là lấy 16 x 15 là 240. Vậy thì bể thứ nhất lấy 5. Vậy thì đây là dạng bài toán giải theo hướng tổng hiệu. Vậy đi tính, ban đầu bể thứ nhất chứa số lít nước là, thì lấy tổng trừ hiệu, lấy 5138 trừ cho 240 chia 2, 2449 lít. 2449. Mình ra 4898 à. Mình chưa chia 2 hả ta? Rồi sai bài này. Bài này đúng. Rồi 9 điểm. Sai một bài. Bài kiểm tra chất lượng đầu năm của lớp 5. Câu 1 là 3 phần 8. Ở đây có 2 ô vuông, chia làm 8 phần, tô màu hết 3 phần là 3 phần 8. Và ở đây 1 phần 8. Vậy thì dễ rồi ha. Cùng mẫu số thì tử nào lớn thì phân số đó lớn. Vậy thì 3 sẽ lớn hơn 1. Dấu lớn. Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm. Chỗ chấm này sẽ điền số mấy đây? 3 phần 8. Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép tính. À, ở đây họ điền phép chia. Phép chia. Như vậy, chia sẽ là nhân đảo ngược. Đảo lại thì 8 với 8 rút gọn hết. Chọn số 3. 3 phần. Ở đây mình thấy đáp số là ra 1 phần 3. Số 1 cho nhỉ. 1 phần 8 mà đem chia cho 3 phần 8, chia thì nhân đảo ngược là 8 phần 3. Vậy đây là số 1.
đảo lại 88 rút gọn, còn mẫu là 3. Như vậy tử phải bằng 1. Rồi, giá trị của biểu thức là bao nhiêu? Như vậy ở đây trong ngoặc nó chưa cùng mẫu, 1/4, 1/4 cộng 3/8. Rồi, 1/4 mà cộng cho 3/8. Vậy thì lấy mẫu chung là 8. Vậy thì chỗ này sẽ nhân 2. Mẫu nhân 2 thì tử cũng phải nhân 2. Vậy 1 nhân 2 là 2, 2 cộng 3 là 5. 5/8. Lấy 5/8 đem nhân cho 8/7. Nhân cho 8/7. Vậy 8 với 8 rút gọn, còn 5/7. 5/7. Điền vào ô trống dưới đây 3 phút 37 giây bằng bao nhiêu giây? 1 phút thì bằng 60 giây. 1 phút bằng 60 giây, 3 phút lấy 60 nhân 3. 60 nhân cho 3 là 180 cộng cho 37. 217 cộng cho 37 thì ra là 217. Rồi. Một thế kỷ là bằng 100 năm. 900 năm thì là 9 thế kỷ. Thêm mấy năm nữa? 9 thế kỷ 45 năm. Một thế kỷ là bằng 100 năm. 900 năm là bằng 9 thế kỷ và thêm 45 năm nữa. Tính. Chia thì nhân đảo ngược. Chia thì nhân đảo ngược. Lấy 2 nhân 8 bằng 16. 7 nhân 5. 7 nhân 5 là bằng 35. 7 nhân 5 bằng 35. Nhân thì tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, 6 nhân 2 là 12. 7 7 49, 7 8 56. Tìm số trung bình cộng của hai số. Biết trung bình cộng của hai số là 9, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 18. Đề bài cho biết trung bình cộng của hai số bằng 9. Trung bình cộng của hai số bằng 9, vậy họ cho tổng. Mình lấy hai số thì nhân 2, 9 nhân 2 là 18. Biết hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất bằng 18. Vậy thì số thứ hai sẽ bằng 0. Lớp 4A có 64 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 17/32 số học sinh cả lớp. 17/32 số học sinh cả lớp. Hỏi số học sinh có bao nhiêu nam, có bao nhiêu nữ? Đây là dạng bài tổng tỷ. 17/32 số học sinh cả lớp. Như vậy học 17/32. Như vậy cả lớp chiếm 32 phần. Nam chiếm 17 phần. Như vậy tổng là 32 phần. Lấy 64 chia 32. 64 đem chia cho 32 phần là ra 2 phần. Là ra 2 phần. Lấy tổng đem chia cho tổng số phần, được chưa? Trong đó số học sinh nam chiếm 17 phần. Lấy 2 đem nhân cho 17 là bằng 34. Vậy nam chiếm 34 bạn. Nam là 34 bạn. Còn nữ
Lấy 32, lấy 64 trừ 34, vậy ra 30 bạn. Rồi mình lấy 9 chia 3. 9 chia 3 là được 3. Tự lấy 5, 3, 9 chia 77 ra 539 chia cho 77. 539 đem chia cho 77 là ra 7. 7. Như vậy 7 còn số 7 ở dưới mẫu. Lấy 7 nhân cho 3. 7 x 3 là 21. 7 với 3 rút gọn hết rồi thì còn số 1. Chia thì nhân đảo ngược. Chia thì nhân đảo ngược 21, tức là đảo lại là 1/21. Như vậy tử là bằng 1. Đâu phải đâu. 3/11 chia 21. Ba phần 11 chia cho 21, chia 21 tức là nhân cho 1/21. Như vậy là bằng 3. 2 nhân cho 11 thì tách số 1 với số 2 ra. Rồi cộng lại 2 cộng 1 là ra 3. Như vậy kết quả là 3/231. Ba phần 231. Rồi tính n. Muốn tính số bị trừ thì ta lấy hiệu. Ta lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy số 2 mình sẽ nhân cho 5 lên. 5. 5 cộng 6 là bằng 11. 11/10. Lấy mẫu chung là 10. 10 thì bên kia nhân cho 5. 5 cộng 6 là bằng 11. 11/10. Một con tàu của hợp tác xã đánh thủy sản đánh bắt được 9 tấn 372 kg, gồm cá chim, cá đuối, cá thu. Khối lượng cá thu gấp đôi khối lượng cá chim. Còn hai bài nữa hả? Thôi bài này đánh đại đi. Ra 50 đi. Này ra 100 coi. Này ra 200. Lát xem bài giải như thế nào. Rồi bài này nhân hả? Như vậy hỗn số. Cái này hỗn số nè. Mình sẽ đưa về phân số. Hỗn số đưa về phân số, lấy 1 nhân 2 cộng 1, lấy nhân cho mẫu cộng tử. 2 cộng 1 là 3, ra 3/2 nè. Như vậy mình sẽ đổi hỗn số thành phân số ha. Như vậy ra 3/2 nhân 3/4. Nhân 5/4. Nhân cho đến 2016 cộng 1 là 2017 phần 2017 phần 2016 nè. Trong này nó còn nhiều nữa ha. 18/17 nè. 2018/2017 nè. 2018/2017. Như vậy rút gọn nè. Mẫu này tử kia, mẫu này tử kia, mẫu này tử kia. Ha.
mẫu này tử kia, mẫu này tử kia. Chéo lên mẫu này tử kia. Tới đây là hết rồi. Như vậy là 9 phần 8 nhân 2018. Mẫu này tử kia, mẫu này tử kia, mẫu này tử kia, mẫu này tử kia. Mẫu này tử kia, mẫu này không có. Như vậy là 4 x 4 là 16, 9, 9 phần 16, 16 nhân cho 2 là ra 36. 36 lấy 2018 chia 36. 2018 chia cho 36. 56 à. Chia cho 9 nữa. Nhân cho 9 nè. Như vậy ra 504 à. 504 rồi. Chắc bị sai chỗ nào đó rồi. Nộp bài. Sai chỗ này rồi. 7.5 à. Xem hướng dẫn nè. Nó ra 3 phần 2. Ủa, mới nãy mình ấn 3 phần mấy? 3 phần 2 đúng rồi. 3 phần 2 nè. Ra 3 phần 2, 4 phần 3, 5 phần 4. Chấm chấm chấm. 20 phần 17 phần 16. 2018 17. Như vậy mẫu này hết. Mẫu này hết. Tử mẫu hết. Như vậy 2016 chỗ này hết. 2016 17 17 2017 7 55 44 33. Như vậy lấy 2 còn 2018 chia cho 2 ra 2019. Đúng rồi. Mẫu này rút gọn tử, mẫu rút gọn tử. Mẫu rút gọn tử, mẫu rút gọn tử, mẫu rút gọn tử. Như vậy nó còn số 2 với lại 2018. Rồi, ok. Rồi. Xem hướng dẫn nè. Đổi 9 tấn 372kg ra 9.375kg do khối lượng cá thu gấp đôi khối lượng cá chim và cá đối nên khối lượng cá thu bằng. Lấy 9.372 chia cho 3 rồi nhân cho 2. Gấp đôi khối lượng cá chim và cá đối. Như vậy nó chiếm 3 phần. Nó gấp đôi cá này. Cá chim và cá đối. Lấy 9.372 chia cho 3 nhân cho 2 là bằng 6.248kg. Tổng khối lượng cá đối và cá chim đem chia 2. Vậy thì ta có sơ đồ. Cá đối. Cá đối chiếm 2, 4, 6 phần. Cá chim chiếm 2, 4, 5 phần. 5 phần này là nó có tổng là 3.124. Rồi tiếp theo là đi tính khối lượng cá đối. Lấy tổng đem chia cho tổng số phần. Lấy 6 cộng 5 là 11 đó. Cá đối chiếm 6 phần thì nhân 6 lên. Ra 1.704kg. Khối lượng cá chim thì lấy tổng trừ đi cá đối là ra khối lượng cá chim. Bài này phải chia 3 nhân cho 2
Chỗ này á, do cá thu. Cá thu nó gấp đôi lượng cá chim và cá đối, cho nên cá thu chiếm 2 phần. Còn cá chim và cá đối chiếm 1 phần. Cho nên mình lấy 2 cộng 1 là ra được 3 phần. Do cá thu nó gấp đôi cho nên nó chiếm 2 phần thì nó nhân đôi nè, nó nhân 2 nè. Lấy tổng đem chia cho tổng số phần là chia cho 3 đó. Thì cá thu chiếm 2 phần, cá chim cá đối chiếm 1 phần, lấy 2 cộng 1 ra 3 phần bằng nhau ha. Cá thu chiếm 2 phần thì nó nhân 2 lên thì nó ra được số, đây là số kg của cá thu. Rồi. Mà rồi đề bài lại nói tiếp là cá đối chiếm 6 phần, cá chim chiếm 5 phần. Vậy mình phải đi tính tổng của nó. Tổng của nó thì tổng thì mình lấy cái tổng này nè, mình đem chia 2 ra. Chia 2 ra thì nó ra được 3.124, này là tổng khối lượng của cá đối và cá chim. Còn không thì mình lấy 9.372 trừ cho 6.248 ra, lấy tổng đem trừ cho cái đã biết ra cái còn lại đó. 9.372 9.372 trừ 6.248 6.248 nó cũng ra 3.124 đó. Rồi, ra 3.124 nè. Rồi ở đây mình sẽ giải theo hướng tổng tỷ thôi. Theo hướng tổng tỷ là ra bài. Rồi bài nào sai nữa? Sao 7 điểm rưỡi ta? Bài này mất 1 điểm nè. Bài này mất điểm rưỡi nữa là 2 điểm rưỡi. Đúng rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.